Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo nhạc chuông trên iPhone cực kỳ dễ dàng luôn nha. Mình lấy nền nhạc trên YouTube hoặc là TikTok cũng được nha. Trước tiên thì mình phải có hai cái ứng dụng để tạo nhạc chuông, một cái là Document và một cái là GarageBand. Hai cái ứng dụng này thì có ở trên App Store nha. Chưa có thì lên App Store tải về. Cái GarageBand thì tải hơi lâu nhưng mà tải xong rồi thì sau này làm nhạc chuông rất là dễ dàng luôn mọi người. Tiếp tục sau đây thì mình sẽ thực hiện thao tác làm nhạc chuông trên iPhone nha. Mọi người chú ý theo dõi cái video của mình thì ai cũng sẽ làm được hết á. Ở đây đó, mọi người thấy chưa, GarageBand và Document. Mình vào Document nha. Document thì mình chọn vào trang web. Mình sẽ search trên chỗ thanh công cụ là tải nhạc YouTube sang MP3 nha. Là nó sẽ ra một cái trang web như mày, mình chọn cái nào cũng được đó. Rồi mình vào YouTube mình chọn cái video mình yêu thích, bài nhạc mình yêu thích nha. Thì đây thì mình chọn đại một bài thôi. Rồi mình sẽ chia sẻ cái link này, chia sẻ copy nha. Rồi mình vào cái document, rồi dán cái link nó vào, rồi lấy link MP3, rồi mình sẽ tải về. Rồi sau khi tải xong thì mình về vào cái phần tải về nha. Rồi phần tải về thì mình di chuyển, mình chọn cái mục này. Mạng nó hơi lag mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ nó tải xong rồi, bây giờ mình di chuyển nó qua nha. Mình di chuyển qua tập tin iTunes nha. Rồi mình chuyển xong rồi, mình vào GarageBand. Rồi cứ chọn như mình là được à. Mình nhớ tắt cái màu xanh đi nha. Rồi tắt màu xanh rồi mình bấm vào dấu cộng, rồi thêm cái nhịp ô vào là chọn lên 12, vì cái ô mặc định nó ngắn quá, bài nhạc nó xuất ra ngắn lắm. Mình phải chọn lên 12 để bài nhạc nó dài đó. Cứ làm theo thao tác của mình là được. Rồi bài hát của mình nãy nó nằm đây nè. Rồi tới cái bước này là mình nhấn giữ kéo qua nha. Rồi tới cái bước này thì mình kéo, mình canh chỉnh tỷ lệ để sao tới cái đoạn mà mình thích là được. Đó, riêng mình bây giờ mình chỉnh nè. Cứ kéo tới kéo lui mà để cái đoạn mình thích là được rồi. Rồi. Rồi, bây giờ xuất ra bài hát nè. Đó, bây giờ nó ra cái bài nhạc của mình tạo rồi nè. Bây giờ mình chọn. Bây giờ mình chọn rồi mình xuất ra làm nhạc chuông luôn nha. Đó. Chọn làm nhạc chuông. Rồi bây giờ mình vô cài đặt mình xem coi nó vào nhạc chuông chưa nha. Mình vào phần nhạc chuông nha. Mình thì có sẵn một đống rồi mà mình làm cho các bạn xem thôi. Rồi tiếp tục thì mình sẽ qua phần TikTok. Mình sẽ lấy nhạc TikTok làm nhạc chuông nha. Bất cứ bài nào cũng được nếu mình thích. Rồi mình bấm vào phần chia sẻ rồi sao chép cái đường dẫn. Rồi mình tiếp tục vào Document, vào trình duyệt, rồi xóa cái link cũ đi. Mình sẽ bấm vào là tải nhạc TikTok sang MP3. Rồi dán cái link TikTok vào. Rồi bây giờ mình download, nhớ là download MP3 chứ không phải download MP4 nha mọi người. Rồi tiếp tục mình mô một tải về.
rồi như cũ thôi, mình di chuyển nó qua tập tin iTunes. Rồi, nó đã chuyển rồi, mình vào GarageBand. Mình làm lại như y chang hồi nãy luôn là được nha. À, tới khúc này mọi người nhớ tắt cái xanh kia nha. Rồi thêm ô nhịp 12 ô đi. Rồi vô chọn cái bài hát nãy mình bỏ trong tập tin iTunes thôi. Rồi đoạn này thì mình canh chỉnh sao cho cái vào cái khúc mình thích thôi. Rồi bước này là xong rồi các bạn. Bây giờ chọn cái bài hát thôi để làm nhạc chuông. Rồi tới bước này xong rồi, bây giờ mình sẽ vào cài đặt rồi mình sử dụng coi được cái âm thanh đó chưa. Rồi mọi người, bây giờ thì vậy là xong rồi mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thấy video hay thì có thể giúp mình một like và một comment để giúp mình có động lực tạo ra những video tiếp theo nha. Chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người.